Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Xã Hưng Đạo, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên trồng bưởi cho thu nhập cao. Liên kết sản xuất rau an toàn tại xã Thanh Tân, huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình. Huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định đi đầu trong phong trào hiến xác mạc. Huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương quan tâm xây dựng trường mầm non an toàn. Huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình phát huy vai trò nhà văn hóa thôn xóm. Thưa quý vị và các bạn, nhằm nâng cao chất lượng canh tác, những năm qua xã Hưng Đạo, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên đã chuyển đổi nhiều diện tích cấy lúa sang trồng bưởi cho hiệu quả kinh tế cao gấp nhiều lần so với trồng lúa. Hiện nay toàn xã có gần 20 hộ trồng bưởi với tổng diện tích trên 15 mẫu, tập trung nhiều ở thôn Xuân Điểm và thôn Tam Nông. Các giống bưởi chủ yếu là bưởi da xanh và bưởi diễn. Theo người dân ở đây cho biết, cây bưởi là loại cây trồng thích nghi tốt với đồng đất địa phương, ít tốn công chăm sóc, tỷ lệ đậu quả sai nên giá trị kinh tế từ cây bưởi mang lại cao. Hiện nay, bưởi của các hộ đều được thương lái ký hợp đồng thu mua với giá cao dao động từ 25 đến 35.000 đồng một quả bưởi diễn, 60.000 đến 70.000 đồng một quả bưởi da xanh. Trừ chi phí, nhiều hộ cho thu lãi trên 100 triệu đồng một năm như gia đình anh Nguyễn Thành Đồng ở thôn Tam Đông, anh Đào Văn Hùng ở thôn Dung. Những mô hình sản xuất nông nghiệp sạch theo hình thức liên kết đang phát huy hiệu quả, vừa góp phần nâng cao thu nhập cho nông dân, khẳng định chỗ đứng của nông nghiệp an toàn với người tiêu dùng. Và mô hình trồng rau sạch hữu cơ của Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp xã Thanh Tân, huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình là một trong những điển hình. Mùa nào thức ấy, một năm bốn vụ quay vòng luân phiên, vùng rau hữu cơ 6 hectare của Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp xã Thanh Tân tích tụ được ở thôn An Cơ Đông duy trì hiệu quả 2 năm nay. Từ những diện tích nông dân không có nhu cầu canh tác, đơn vị đứng ra thuê lại với mức 90kg thóc một sào một năm. Đối với những hộ dân có nhu cầu việc làm, doanh nghiệp thuê lại lao động với thu nhập 3 triệu đồng một người một tháng. Phương thức liên kết, hợp tác này giúp nông dân và doanh nghiệp đều được hưởng lợi. Sản xuất rau an toàn áp dụng theo chuỗi cung ứng liên kết thị trường giữa sản xuất và tiêu dùng. Phương thức canh tác, chăm sóc bảo vệ cho cây theo hướng an toàn, không để lại dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, không để vi sinh vật có hại hiện diện trên rau quả, làm cho rau quả đạt chất lượng và an toàn cho người tiêu dùng. Với liên kết này, người nông dân không phải chật vật đi tìm đầu mối tiêu thụ, hạn chế cảnh được mùa mất giá. Ở hợp tác xã và ngoài ra thì cũng ký kết cả với bà con trong cái hộ dân của trên toàn bộ cái xã mà đã đăng ký với lại hợp tác xã chúng tôi có thể mở rộng thêm không riêng cái khu vực tích tụ dưỡng đất này mà cả các cái bà con các xóm đã đăng ký là chúng tôi sẽ thu mua. Liên kết sản xuất ở Thanh Tân đã khắc phục được những hạn chế của sản xuất quy mô nhỏ lẻ, giúp người nông dân đứng vững hơn trên chính mảnh ruộng của mình. Bởi nếu tồn tại riêng lẻ, sản phẩm nông nghiệp của người nông dân sẽ khó cạnh tranh giữa nền nông nghiệp chuyển từ tự cung tự cấp sang nông nghiệp hàng hóa hiện nay. Vừa góp phần giải quyết việc làm, tạo sản phẩm sạch cho thị trường, lại tận dụng được nguồn rơm rạ dư thừa to mỗi vụ mùa thu hoạch, tránh tình trạng đốt rơm rạ gây ô nhiễm môi trường. Việc phát triển các mô hình trồng nấm, mộc nhĩ ở xã Ninh Hòa, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình đang cho thấy những hiệu quả, lợi ích rất tích cực. Theo người dân địa phương, cây nấm rất dễ trồng, thu hồi lãi nhanh, ít tốn chi phí và quan trọng hơn, cây nấm được coi là dòng thực phẩm sạch nên đầu ra ổn định. Nấm ở Ninh Hòa thường được xuất đi Hà Nội và các tỉnh thành tại khu vực phía Bắc và bán cho các thương lái trong tỉnh. Việc trồng nấm cũng góp phần giải quyết việc làm cho nhiều người nông dân trong và ngoài xã lúc nông nhàn. Những năm gần đây, cây nấm ngày càng khẳng định được giá trị, vì vậy đã xuất hiện những mô hình sản xuất nấm quy mô lớn, đầu tư ứng dụng khoa học kỹ thuật và sản xuất. Tiêu biểu phải kể đến mô hình nấm mộc nhĩ của gia đình anh Nguyễn Đức Trọng ở thôn Áng Sơn. Với gần 2.000 m2 lán trại, đều được anh xây dựng theo hệ thống nhà lưới và lắp đặt giàn tưới tự động, góp phần giảm công lao động và đạt năng suất cao hơn. Cách đây 3 năm thì gia đình tôi đã thay được cái lưới đen. Ngày trước bằng giải lưới trắng rồi vãi rơm rộng thì hiệu quả không cao, nó không được mát bằng cái lưới đen bây giờ. Và cái thứ hai nữa là gia đình tôi đã thay tưới ngày xưa bằng tưới thủ công mà giờ gia đình tôi đã bằng tưới pep, tưới tự động. Đỡ được cái công lao động là một, thứ hai là nó đều hơn, thứ ba là tiết kiệm nước. Nói chung trừ chi phí thì thu nhập một năm thì được 400-500 triệu.
xã Ninh Hòa là địa phương có thế mạnh về sản xuất lúa của huyện Hoa Lư. Do vậy, lượng rơm rạ sau thu hoạch là khá lớn. Sau mỗi mùa vụ, rơm rạ đều được các hộ trồng nấm thu gom để làm nguyên liệu sản xuất. Do vậy, nghề làm nấm còn góp phần bảo vệ môi trường, tránh tình trạng người dân đốt rơm rạ tác động xấu đến tài nguyên đất như nhiều vùng quê thuần nông khác. Trong xây dựng nông thôn mới, một trong những tiêu chí còn vướng mắc ở nhiều địa phương trong tỉnh Hải Dương đó là tiêu chí giao thông, bởi đây là tiêu chí cần huy động nguồn kinh phí lớn mới có thể thực hiện được. Vì thế, chủ trương hỗ trợ xi măng xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn mới những năm qua là giải pháp kịp thời, sáng tạo, phát huy hiệu quả cơ chế chính sách hỗ trợ của nhà nước và huy động sức dân cùng tham gia. Thực hiện quyết định số 2488 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phương án và mức hỗ trợ xi măng xây dựng đường giao thông nông thôn giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh, năm 2018, Sở Giao thông Vận tải đã triển khai cấp xi măng cho 3 huyện là Thanh Miện với khối lượng 705 tấn, tương ứng xây dựng trên 3,8 km, huyện Nam Sách 267 tấn, tương ứng 1,27 km và huyện Thanh Hà 4.361 tấn, tương ứng với xây dựng 19,3 km đường giao thông. Ngoài ra, có 6 huyện cũng đề nghị tạm cấp xi măng là Nam Sách, Gia Lộc, Ninh Giang, Bình Giang, Tứ Kỳ, Thanh Hà. Tổng lượng xi măng cấp theo đăng ký hơn 43.490 tấn xi măng và được cấp làm 7 đợt để làm mới khoảng 108 km đường giao thông. Quá trình mà thực hiện cái tiêu chí về xây dựng giao thông nông thôn này đấy, thì đối với xã An Sơn chúng tôi cũng có những khó khăn nhất định. Các anh trước hết là liên quan đến cái điều kiện kinh tế. Với An Sơn thì chúng tôi cũng còn có những điều kiện khó khăn. Thế nên là những vài năm trước ấy thì cũng chưa thực sự quyết liệt trong cái chỉ đạo cũng như trong cái hướng thực hiện. Nhưng gần đây thì chúng tôi đã tập trung, đặc biệt là 2017-2018 là nó tập trung cao thì là đến nay thì nó cũng cơ bản hoàn thành. Cái thứ hai thì báo cáo anh là đến khi mà xã An Sơn tích cực là vào cuộc là làm đường giao thông thì đúng là cũng thời điểm thì chương trình xi măng của tỉnh cũng có những cái chứng, cũng có hỗ trợ nhưng mà cũng không được thường xuyên liên tục như trước. Trở lại với xã Thanh Sơn, huyện Thanh Hà, sau khi hoàn thành bê tông hóa các tuyến đường trục thôn, xã đã cơ bản hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trong năm 2018. Qua thực tế, quá trình triển khai xây dựng nông thôn mới cho thấy hỗ trợ xi măng là chính sách đột phá, kích cầu, hợp lòng dân nên đã huy động cả hệ thống chính trị và các doanh nghiệp vào cuộc. Không chỉ thúc đẩy các xã khó khăn, tích cực hưởng ứng mà đây còn như đòn bẩy để 176 xã của tỉnh đã về đích trong xây dựng nông thôn mới. Chương trình xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định là một trong những địa phương đi đầu trong phong trào hiến tặng xác mạc. Phong trào này có ý nghĩa nhân văn sâu sắc khi mang lại ánh sáng cho những người khiếm khuyết về thị lực và kế thừa nối tiếp truyền thống tốt đẹp, thương người như thể thương thân của dân tộc. Từ cá nhân đầu tiên ở xã Hải Vân hiến sắc mạc năm 2014, đến nay toàn huyện Hải Hậu đã có trên 1.000 người đăng ký hiến sắc mạc, trên 70 người trong số đó đã hiến sắc mạc. Xã Hải Minh là địa phương được đánh giá là có số người tham gia hiến tặng sắc mạc khi qua đời nhiều nhất huyện, trong đó giáo sứ Phạm Pháo đã có một cuốn sổ ghi lại danh sách những người có nhu cầu tình nguyện hiến tặng sắc mạc. Danh sách này đang ngày một dài thêm. Những bà con ở giáo xứ này đã nhận thức đây không chỉ là hành trình của cái chết mà là hành trình tái sinh sự sống, mang lại niềm vui, hạnh phúc cho những người ở lại. Trong những năm qua, Hội Chữ Thập Đỏ huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên đã đẩy mạnh các hoạt động nhân đạo từ thiện. Trong đó nổi bật là công tác hiến máu tình nguyện được đông đảo các tầng lớp nhân dân hưởng ứng đã giúp cho nhiều bệnh nhân được cấp cứu kịp thời. Hiến máu tình nguyện là hoạt động nhân đạo mang tính nhân văn sâu sắc, góp phần mang lại sự sống và sức khỏe cho những người bệnh cần được truyền máu. Nhờ tích cực tuyên truyền vận động mà buổi hiến máu đã được đông đảo các cán bộ, công nhân, viên chức, đoàn viên thanh niên, người dân trên địa bàn huyện Phù Cừ quan tâm và hưởng ứng. Tại buổi hiến máu đã có trên 600 người tham gia đăng ký hiến máu. Kết quả sau buổi hiến máu, ban tổ chức đã thu được 315 đơn vị máu. Thưa quý vị và các bạn, theo số liệu của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định, toàn tỉnh hiện có 266 trường mầm non, trong đó có 262 trường công lập và 4 trường tư thục. Thực hiện phương châm lấy trẻ làm trung tâm, ngành học mầm non tỉnh Nam Định đã chú trọng đổi mới phương pháp dạy học theo hướng mở, tạo cơ hội cho trẻ tích cực khám phá và sáng tạo.
Năm học 2018-2019, ngành học giáo dục mầm non tỉnh đã huy động được gần 29.400 trẻ đến nhà trẻ, đạt 41,4% độ tuổi, trên 98.800 trẻ tới lớp mẫu giáo, đạt 98,9% độ tuổi. Trong đó có trên 37.600 trẻ 5 tuổi đến trường, đạt 99,9% dân số độ tuổi, đạt 100% diện phổ cập đến lớp. Thực hiện chủ trương lấy chất lượng làm chính, không chạy theo thành tích, ngành học giáo dục mầm non tỉnh đã áp dụng nhiều biện pháp để giữ vững và nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ, đảm bảo về vệ sinh, dinh dưỡng và các điều kiện an toàn cho trẻ, đặc biệt quan tâm thực hiện các biện pháp phòng bệnh, phòng dịch, phòng tai nạn, thương tích, ngộ độc thực phẩm. 100% cơ sở giáo dục mầm non trong tỉnh bảo đảm an toàn tuyệt đối cho trẻ. Sau hơn 2 năm xây dựng mô hình, trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm, trong đó trọng tâm là xây dựng môi trường giáo dục an toàn và lành mạnh cho trẻ. Tất cả 20 trường mầm non của huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương đã có nhiều đổi thay tích cực. Hiện nay 100% các trường mầm non trong huyện Thanh Miện đã triển khai có hiệu quả mô hình trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm. Trường mầm non Hoa Sen, thị trấn Thanh Miện là một trong những cơ sở giáo dục tiêu biểu trong huyện tổ chức thành công mô hình này. Hàng năm nhà trường tổ chức cho các cô giáo thi làm đồ dùng đồ chơi cho trẻ bằng chất liệu dẻo, không sắc nhọn. Vào đầu năm học, trường chọn 4 lớp điểm để triển khai các chuyên đề, sau đó rút kinh nghiệm và triển khai trong toàn trường. Chính từ cách làm này mà hiện nay nhà trường đã tạo được môi trường xanh sạch đẹp với các đồ dùng đồ chơi đảm bảo an toàn. Trong cuộc thi mô hình trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm cấp tỉnh, huyện Thanh Miện đã có một trường đạt giải A, hai trường đạt giải B. Việc xây dựng mô hình đã có tác động tích cực đến cán bộ, giáo viên và trẻ, qua đó giúp trẻ tăng khả năng nhận thức, giao tiếp, hình thành kỹ năng sống và phát triển nhân cách. Trong xu thế hội nhập và mở cửa hiện nay, công tác xúc tiến quảng bá giữ vai trò quan trọng với tất cả các ngành, các địa phương, đặc biệt là với du lịch, là một ngành kinh tế tổng hợp, hoạt động có tính liên vùng, liên ngành. Thì công tác này giữ vai trò quan trọng. Do vậy, thời gian qua, công tác quảng bá xúc tiến du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình ngày càng được quan tâm đẩy mạnh và đi vào chiều sâu, góp phần tích cực nâng cao hình ảnh và vị thế du lịch Ninh Bình trên thị trường du lịch trong nước và quốc tế. Năm 2018, công tác quảng bá xúc tiến du lịch được Trung tâm Xúc tiến Du lịch đặc biệt coi trọng, tiếp tục đẩy mạnh triển khai tích cực, hiệu quả trên nhiều lĩnh vực và đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, khẳng định được vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế du lịch của địa phương. Ngoài việc luôn duy trì và đẩy mạnh hoạt động của trang thông tin điện tử tổng hợp du lịch Ninh Bình, năm 2018, Trung tâm Xúc tiến Du lịch Ninh Bình đã đưa vào hoạt động hệ thống du lịch thông minh nhằm tăng cường năng lực về công nghệ ngành du lịch Ninh Bình cho phù hợp với xu thế phát triển mới. Với lợi thế sẵn có, cùng sự quan tâm chỉ đạo của tỉnh, ngành du lịch Ninh Bình đã và đang có những bước phát triển tích cực và dần trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Trong 10 tháng đầu năm 2018, Ninh Bình đã đón gần 7 triệu lượt khách. Những năm qua, cùng với việc nâng cấp các công trình hạ tầng giao thông kết nối, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Định đã tập trung chỉ đạo nâng cao hạ tầng một số khu du lịch trọng điểm để thu hút khách du lịch. Đến nay, nhiều khu du lịch trong tỉnh đã có diện mạo mới, khang trang hơn. Toàn tỉnh có 564 cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, trong đó 320 cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú với gần 5.000 buồng phòng đạt tiêu chuẩn. Việc đầu tư nâng cấp hạ tầng, cơ sở vật chất đã góp phần đưa du lịch của tỉnh từng bước phát triển với tốc độ tăng trưởng bình quân mỗi năm đạt 8% về số lượng khách và gần 19% về thu nhập du lịch. Tuy nhiên, hiệu quả kinh tế xã hội từ hoạt động du lịch của tỉnh ta vẫn còn thấp, chưa khai thác, phát huy được tối đa tiềm năng lợi thế. Lượng khách lưu trú tại các khu du lịch chỉ chiếm khoảng 50% tổng số lượt khách đến. Thực tế này đòi hỏi các ngành chức năng có liên quan, nhất là ngành văn hóa, thể thao và du lịch, cần đẩy mạnh tuyên truyền quảng bá, giới thiệu sản phẩm, mở rộng liên doanh liên kết, khai thác các tour, tuyến du lịch với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, nhằm thu hút khách đến và lưu khách ở lại dài ngày, từ đó nâng cao nguồn thu từ hoạt động du lịch. Vừa qua, huyện đoàn Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với chính quyền các địa phương lắp đặt các dụng cụ, tập thể dục, thể thao ngoài trời tại nhiều nhà văn hóa thôn xóm. Đây là một trong những việc làm ý nghĩa không chỉ giúp cho người dân nâng cao sức khỏe mà còn góp phần khai thác nâng cao hiệu quả hoạt động của các nhà văn hóa thôn xóm, từng bước đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân. Nhằm lập thành tích chào mừng huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018, Ban Thường vụ huyện đoàn Yên Khánh đã hỗ trợ xây dựng 10 điểm vui chơi thể thao cho thanh thiếu nhi và nhân dân tại nhà văn hóa thôn xóm phố với tổng trị giá trên 150 triệu đồng.
Đến nay, 268 thôn xóm phố trên địa bàn huyện Yên Khánh đã có nhà văn hóa. Đây không chỉ là nơi hội họp của cán bộ, nhân dân, mà còn là nơi tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao, gắn kết bà con nhân dân trong thôn với nhau. Việc thu hút nhân dân đến vui chơi và rèn luyện sức khỏe là biện pháp thiết thực nhằm khai thác, nâng cao hiệu quả hoạt động của các nhà văn hóa thôn xóm, từng bước đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân. Chính cái nhà văn hóa này thì là một cái nơi mà sinh hoạt hội họp thể dục thể thao của cộng đồng. Cái này thì là trước hết là bà con ta đón nhận rất phấn khởi, mà cũng phải nói là cảm ơn các anh ở trong huyện đoàn, cái xã đoàn. Thế còn thì tới đây thì chúng tôi cũng để là cái phương hướng với phong trào thể dục thể thao, hoặc là họp chi bộ hàng tháng các thứ đấy, thì chúng tôi vẫn điểm vấn đề thể dục thể thao vì đây nữa là vì sức khỏe cộng đồng. Việc lắp đặt những dụng cụ thể dục thể thao ở những nhà văn hóa thôn xóm là một trong những sáng kiến hiệu quả nhằm đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao, vui chơi giải trí, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, góp phần nâng cao các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải có trên 230 km kênh trục chính với 490 km bờ kênh phục vụ tưới tiêu cho 147.000 ha đất nông nghiệp. Tuy nhiên, do nhiều địa phương buông lỏng quản lý và xử lý vi phạm, khiến tình trạng vi phạm trên hệ thống thủy lợi này ngày càng nghiêm trọng. Tại vị trí bờ tả sông Đĩnh Đào thuộc địa bàn xã Quang Phục, huyện Tứ Kỳ, có một số bến bãi chứa vật liệu xây dựng lấn chiếm ra cả lòng sông để hoạt động kinh doanh vật liệu xây dựng. Vi phạm này đã tồn tại từ nhiều năm nay. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải đã lập biên bản kiến nghị xử lý nhiều lần nhưng vẫn không có chuyển biến. Còn đây là công trình xây dựng nhà trái phép ngay sát bờ sông của sông Cầu Xe An Thổ. Từ khi phát hiện công trình trái phép này, đơn vị quản lý đã tiến hành lập biên bản và đề nghị địa phương xử lý vi phạm nhiều lần nhưng không hiểu vì sao công trình vẫn tồn tại và được hoàn thiện. Trên đây chỉ là hai trong tổng số hơn 600 trường hợp vi phạm công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải trên địa bàn tỉnh Hải Dương do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải quản lý. Và chỉ tính riêng từ đầu năm 2018 đến nay, tại các địa phương có hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải trải qua đã phát sinh mới hơn 50 điểm vi phạm. Có nhiều điểm vi phạm nghiêm trọng ảnh hưởng đến an toàn của công trình. Các cái vi phạm xảy ra trên địa bàn chúng tôi quản lý thì gồm các cái vi phạm như là đào ao, lấn vào thân đê, các cái vi phạm làm lèo lán lên trong cái hành lang đê và đặc biệt là các cái vi phạm về bến bãi trong cái hành lang bảo vệ đê và đặc biệt như các đồng chí thấy ở dưới khu vực hạ lưu Cúng Neo là các cái vi phạm làm bến bãi là ảnh hưởng rất lớn đến dòng chảy. Thì các cái vi phạm này thì trạm nó cũng đã làm việc với các địa phương lập biên bản và họp với cả ủy ban nhân huyện nhiều lần nhưng mà đến giờ phút này thì cũng chưa giải quyết được các cái vi phạm. Trong tổng số hơn 600 trường hợp vi phạm trên địa bàn tỉnh Hải Dương thì chỉ có 60 trường hợp được xử lý, chiếm 10%. Nguyên nhân của thực trạng này là do nhiều địa phương chưa quan tâm đến công tác bảo vệ công trình, không quyết liệt trong xử lý các công trình vi phạm và mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy lợi còn thấp, chưa răn đe được các tổ chức cá nhân vi phạm. Để giải quyết thực trạng này, các địa phương có hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải cần thực hiện nghiêm luật thủy lợi, trong đó đặc biệt quan tâm đến công tác bảo vệ, xử lý vi phạm công trình, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình, tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, đồng thời xây dựng quy chế phối hợp giữa các cấp các ngành trong việc phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm công trình thủy lợi. Thưa quý vị và các bạn, xuất phát từ yêu cầu thực tiễn trong xây dựng nông thôn mới, mô hình làng Ba Sạch của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bắc Ninh được triển khai từ tháng 3 năm 2017 trên cơ sở chọn mỗi huyện một mô hình điểm. Sau gần 2 năm triển khai, mô hình này đã thu được những hiệu quả tích cực, góp phần đẩy nhanh việc xây dựng nông thôn mới tại nhiều địa phương trong tỉnh. Trong 19 tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới, thì có tới 11 tiêu chí liên quan đến hoạt động của trẻ em phụ nữ tham gia. Với Bắc Ninh là tỉnh có tốc độ đô thị hóa nhanh, vấn đề môi trường là một tiêu chí không dễ thực hiện. Trước thực tế đó, Hội Phụ nữ các cấp trong tỉnh đã tập trung giải quyết vấn đề này bằng nhiều cách làm sáng tạo như tặng hộ gia đình, thùng đựng rác và thực hiện phân loại rác thải tại nguồn. Hàng tuần, huy động trẻ em thu dọn đường làng ngõ xóm, duy trì công tác vệ sinh môi trường, chủ nhật xanh, đoạn đường phụ nữ tự quản, huy động khơi thông mương máng, trồng rau an toàn. Trong 2 năm qua, các cấp hội đã tổ chức 73 cuộc tập huấn nông thôn mới cho trên 10.000 hội viên, 37 lớp tập huấn thực hiện mô hình làng Ba Sạch.
Có thể thấy kết quả tích cực từ việc thực hiện mô hình làng Ba Sạch đã góp phần làm thay đổi diện mạo nhiều vùng nông thôn ở Bắc Ninh. Việc triển khai hiệu quả mô hình làng Ba Sạch là một sự sáng tạo của các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ trong toàn tỉnh. Chính sự vận dụng sáng tạo, linh hoạt và phù hợp với tình hình thực tiễn, mô hình này đã không chỉ giúp nâng cao nhận thức, ý thức của người dân, góp phần bảo vệ môi trường trên địa bàn, mà còn có những tác động tích cực trong việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, giúp nâng cao đời sống của người dân, đồng thời tạo sức lan tỏa mạnh mẽ tại các địa phương trong toàn tỉnh. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.